Chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn tất cả các bạn mà yêu thích phim hoạt hình. Thì từ trước đến nay chúng ta đã xem rất nhiều phim hoạt hình, như là phim hoạt hình của Walt Disney, rồi các phim hoạt hình của các hãng nổi tiếng khác. Thế nhưng mà để làm cái phim hoạt hình 3D ấy, thì rất là công phu và đòi hỏi có một cái kỹ thuật nâng cao rất nhiều về quá trình đồ họa. Và bạn phải có trau dồi rất nhiều các kiến thức, đặc biệt là những cái kiến thức về không gian 3 chiều, và cũng như là chúng ta sử dụng kỹ thuật vẽ mà chúng ta phải học qua các trường mỹ thuật thì chúng ta mới có thể khả năng làm được những cái phim hoạt hình 3D. Nhưng một cái thị trường phim hiện nay hot nhất trên mạng đó là phim hoạt hình 2D. Thực ra phim hoạt hình 2D này cũng có khả năng làm giống như là 3D của chúng ta. Vậy hôm nay thì vì 2D nó sẽ sử dụng cho chúng ta làm những cái hoạt hình nho nhỏ cho các em thiếu nhi, đặc biệt là những em rất là bé thì lại thích xem phim hoạt hình rất nhiều. Nếu như mà chúng ta tạo được rất nhiều bộ phim đăng lên YouTube thì chúng ta cũng có một cái khoản thu nhập kha khá, đó là chúng ta sử dụng kênh, chúng ta phát, chúng ta chiếu, thì tất cả mọi người trên thế giới này đều được xem phim hoạt hình của các bạn. Thì hôm nay mình sẽ qua một cái thời gian nghiên cứu thì mình đã thấy là cái phần mềm có tên là Tom Bomb Studio 8.0. Đây là một cái phần mềm nổi tiếng. Như các bạn nhìn thấy, Tom Bomb là một phim hoạt hình rất nổi tiếng. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu từng bài một. Bởi vì cái khả năng vẽ của mình không được tốt lắm, nhưng mình chỉ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà chúng ta tạo ra một cái phim hoạt hình bằng các công cụ như thế nào. Thế còn khả năng mà chúng ta vẽ được đến đâu, chúng ta làm đẹp đến đâu thì chúng ta lại phải cần hỗ trợ của phần mềm như Corel Draw hoặc là Illustrator để chúng ta vẽ phim hoạt hình. Thì bài hôm nay mình giới thiệu là bài đầu tiên. Bài 1 là giới thiệu công cụ và tính năng cơ bản. Thế thì khi mở ra thì chúng ta nhìn thấy là trên đây là một cái bảng menu chính. Chúng ta nhìn thấy có menu file thì cũng giống như các phần mềm khác, gồm có open new vân vân, rồi mở ra những cái bản vẽ trước đây, rồi import vector, import movie, import vân vân, rồi chúng ta có thể in, rồi thuộc tính vân vân. Thế thì ở đây chúng ta, đây là cái set thuộc tính của nó, gồm camera thì có độ phân giải như thế nào, rồi khung hình ra sao. Thì ở đây này có menu edit thì chúng ta gồm có cắt, dán, sửa, chỉnh sửa. Menu view thì chúng ta có thể có rất nhiều tính năng như là zoom in, zoom out, rồi set loom trở về vị trí ban đầu, rồi chúng ta có thể quay vân vân. Thì đây là các phím, bạn chú ý nhá, zoom in là chúng ta đi vào phóng to lên, chúng ta sử dụng x, zoom out là chúng ta cho nhỏ lại, shift z là chúng ta trở về giá trị ban đầu, tức là màn hình trở về mặc định chuẩn. Ngoài ra chúng ta có gus là chúng ta tạo là hiện là lưới. Onion skin là chúng ta có thể xem trước được những cái vết cũ của cái phần trước mà chúng ta đang vẽ. Đấy, pack ở đây là những cái này mình sẽ nói sau. Cái pick này rất là hay, chúng ta sẽ nói sau. Ngoài ra chúng ta còn có các menu như play, play tiếp theo vân vân, rồi xem trước các cảnh thì nó nằm ở chỗ này. Menu element thì cho chúng ta rất nhiều tính năng quan trọng ở đây, ví dụ như là chúng ta có thể tạo các hiệu ứng vân vân như lửa cháy, rồi mưa, rồi tuyết, rồi vân vân, thì ở đây chúng ta sẽ tạo đây. Ngoài ra thì chúng ta còn có như là tính năng về hình ảnh như thêm âm thanh vân vân. Chúng ta rất nhiều thứ, rồi chúng ta có thể sắp xếp cái ra trước, cái ra sau. Rồi menu tools ở đây, tiếng Anh đọc là chúng ta đọc là tool chứ không đọc là tool nhá. Và chúng ta rất nhiều thứ là chúng ta có thể sử dụng. Window thì cũng vậy, help. Thế thì ở đây nó chia làm hai phần vẽ. Ở phần bảng về phía này thì nó đưa cho chúng ta một cái không gian hai chiều. Chúng ta nhìn thấy không gian hai chiều.
Thì ở không gian hai chiều này chúng ta nhìn thấy là có hai trục OX và OY. Ngoài ra chúng ta có trục chéo này chính là trục perspective, tức là trục phối cảnh. Thì chúng ta có thể nhìn đây để chúng ta biết thấy nó độ thu nhỏ nó như thế nào, zoom in zoom out như thế nào. Đây là trục chiều sâu. Chiều sâu. Thế ở bên này là công cụ vẽ và công cụ làm xương. Công cụ vẽ, công cụ quay, công cụ chuyển động, công cụ làm xương, công cụ pen, vân vân, công cụ như là tẩy để chúng ta có. Còn bên đây là chúng ta nhìn thấy đây là bộ phận camera thì chúng ta nằm chỗ này. Ngoài ra có rất nhiều pano, ví dụ như là property là một cái thuộc tính rất nhiều thứ để cho chúng ta khi chúng ta cần cái gì thì pano nó sẽ hiện ra. Library là cái thuộc tính về thư viện. Đấy, đây là một cái thuộc tính về thư viện thì các bạn có thể kích vào đây chúng ta xem xét nó. Ngoài ra thì còn có pano về pen thì có rất nhiều cỡ khác nhau. Menu text chúng ta đánh chữ, menu cell chúng ta là ô frame vân vân. Đây chúng ta có các thanh trượt để chúng ta có thể cho to nhỏ cái cỡ của bút. Thế thì bài đầu tiên hôm nay mình muốn giới thiệu tính năng, ví dụ như cái các bạn muốn chuyển động, biến đổi từ vật này sang vật kia hoặc là biến đổi hình ảnh này sang cái phần ảnh khác thì ở đây mình sẽ nói về một cái mình mô tả một cái môi nhá, một cái môi nó mấp máy. Thế trước tiên là mình mô tả một cái môi mấp máy. Thế thì các bạn nhìn thấy trên màn hình chúng ta nhìn thấy là ở cái timeline tức là dòng thời gian thì các bạn nhìn thấy là dòng thời gian tính từ không và chạy đi theo tính theo thời gian giây, chúng ta nhìn thấy này 10 giây, 20 giây vân vân. Thì mỗi một cái timeline, mỗi một cái khung ấy thì mình xin lỗi, mỗi cái khung thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta một cảnh. Ở đây thì gồm có rất nhiều lớp, ví dụ như là lớp drawing là lớp vẽ, lớp camera là lớp camera dùng để chúng ta quay cảnh vân vân. Chúng ta đọc là camera nhé, Việt Nam chúng ta đọc là camera, camera chúng ta đọc camera. Thì ở đây chúng ta có thể thêm các lớp vân vân. Đấy, tùy chúng ta add new thì chúng ta sẽ chọn tức là cái thuộc tính, ví dụ ở đây chúng ta có ảnh này, âm thanh này, page là cái chốt này, rồi hiệu ứng vân vân thì chúng ta chọn vào chỗ này. Chúng ta sẽ lấy ở chỗ này. Chúng ta tùy theo mục đích của chúng ta lấy ở đây. Thế thì ở bài đầu tiên thì mình sẽ vẽ một cái bờ môi và chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ như thế nào. Đây, ví dụ bây giờ mình vẽ một cái môi nhá. Đấy, đây ở ô đầu tiên. Ô đầu tiên thì mình sẽ sử dụng control. Brush, bắt là chổi nhá. Và chúng ta chọn cỡ của chổi. Rồi. Mình vẽ môi nhá, môi từ nhỏ cho đến lớn này. Đấy, chúng ta sau đó chúng ta có thể làm trộn môi vào, trộn môi vào. Chúng ta chọn sơn nhé. Chúng ta đổ. Thế thì bây giờ đấy là cái ô khung đầu tiên chúng ta nhìn này. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào cái nút này. Nút này để cho các bạn chúng ta có thể nhìn được tiếp cái phần ở cái phần tiếp theo. Chúng ta nhìn thấy vết chưa? Đây là hình ảnh màu đỏ. Màu đỏ ở đây không có nghĩa là màu của nó đỏ, mà có nghĩa là chúng ta hiểu rằng cái môi này đã đang vẽ ở khung đầu tiên. Vậy chúng ta cũng sẽ có gì? Chúng ta cũng có thể là cho nó. Đấy. Chúng ta cho nó mở ra một chút nhé. Bạn nhìn thấy không? Đấy, và trên này thì chúng ta lại đổ cho nó một cái màu đen. Môi chúng ta to lên một chút rồi. Rồi bây giờ chúng ta sang ô tiếp theo. Ô tiếp theo thì chúng ta lại nhìn thấy vết của cái phần của ô thứ hai. Rồi sang ô thứ ba thì chúng ta lại vẽ như sau.
chúng ta nhìn thấy là cái môi dưới chúng ta cho to lên một chút. À, môi trên chúng ta cho phấp phới lên một chút. À, vẽ vào đây. À, các bạn nhìn thấy nhé. Đấy, hoàn hình. Thế thì lúc này chúng ta sẽ cho vào đây một cái mở. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho vẽ to lên. Bạn chú ý nhé. Khi chúng ta vẽ đóng kín một cái đường cong thì chúng ta có thể phim nó vào, ta đổ vào. Đấy, còn phía dưới này của chúng ta thì chúng ta cho nó chê xuống. Chúng ta thể chê nó xuống, đúng không? Đấy. Rồi cái này chúng ta, đây là chúng ta vẽ trực tiếp ở trong phần mềm này nhé. Nếu các bạn muốn mịn thì các bạn vẽ trong Corel xong các bạn chuyển thành PDF, các bạn chú ý là phải file PDF. Thế sau đó thì các bạn sẽ chúng ta sẽ vẽ được. Đấy. Rồi bây giờ đến mồm ngoác ra, đến phần ô thứ 5. Đấy, ô thứ 5. Ô 5 mình cho như này. Môi bự lên đúng không? Đấy. Và bây giờ mình đổ với một cái mực. Đấy, ui giời. Đẹp chưa? Rồi bây giờ môi xuống dưới nào, bây giờ môi xuống dưới. Đấy. Mồm nó to lên. Nó không còn bé nữa. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta thử xem nhá. Ta tắt cái này đi. Đấy. Bây giờ chúng ta di chuyển con này. Rồi bây giờ mình sẽ đây là cái môi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ insert là một lớp gọi là lớp mặt. Đấy, lớp mặt nhé. Lớp mặt thì chúng ta chọn vào đây, các bạn chọn add element, chúng ta chọn đặt tên đây là mặt, đúng không? Rồi chúng ta ok. Đấy. Lớp mặt này thì nó không ảnh hưởng gì đến đến đây cả. Thì vậy thì mình sẽ vẽ một cái mặt để cho các bạn. Chúng ta vẽ từ ô đầu tiên nhé. Ô đầu tiên ở trong trong đây. À, thì chúng ta chọn này. À, chúng ta vẽ. À, ví dụ mình vẽ cằm này. À, đây là cằm. Đấy. Thế thì chúng ta nhìn thấy là sau đấy thì chúng ta chọn cái nút có tên là Extend Expo. Extend Expo thì nó là cái nó sẽ mở ra được nhiều khung và nó sẽ copy y xì nhau. Ví dụ như ở đây mình cho đến 50 khung. Đấy, 50 khung nhé các bạn nhìn nhé. 50 khung. Đấy. Vậy thì 50 khung này là giống nhau ở cái mặt. Đấy. Giống nhau cái mặt. Đúng không? Cái mặt giống nhau. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào cái ba cái này, năm cái này. Thế thì ở cái phần môi chúng ta sẽ chọn như sau. Mình nói luôn các bạn nhé. Đây là chúng ta mang tính năng là Create Cycle. Create Cycle là tiếng Anh của nó sẽ có nghĩa là tạo một cái vòng lặp, tạo vòng lặp cho hành động. Đấy. Ở đây chúng ta có vòng lặp đó là cái môi mở lên, mấp máy, nói. Thì chúng ta sẽ sử dụng là Create Cycle, Create Cycle. Các bạn chú ý nhé, đây là Create Cycle. Thì chúng ta mở lên đến là cũng là vào 50 chẳng hạn. 50. Đấy. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy là ở đây nó chạy đến đây đúng không? Đấy, cycle vì là mỗi cycle là 5 khung vậy nó sẽ là 50. Thế thì ta sẽ lại chọn tiếp cái này mở thêm, đúng không? Chúng ta extend cho nó đi khoảng 200. Đấy. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào trong đây. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, hình chúng ta ngon chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tôi sẽ xóa đi cái đoạn này. Bạn chúng ta chọn delete nhé, xóa đi. Và chúng ta còn được đến đây.
Và bây giờ tôi sẽ tạo một cái vòng, tôi sẽ cho nó chạy từ đầu đến cuối. Các bạn nhìn nhé, con trỏ chúng ta sẽ chạy từ đầu đến cuối. Nào bây giờ chúng ta nhìn này. Đấy. Ôi rồi, cái mồm của tôi nó hơi cao, hơi to. Lẽ ra là cái mũi của tôi nó phải dịch lên trên. Thôi không sao, nhưng mà đây cũng là một cái bài đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho toàn bộ chúng ta cái kỹ thuật làm. Đấy, đây là một cái động thái đồ họa đầu tiên mà để cho giúp chúng ta nói một cái người mà chúng ta nói. Ê, chúng vậy thì các bạn có thể học được kỹ cho tôi cái bài đầu tiên của cái bài Tom Bomb này. Bài Tom Bomb thì các bài tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu một cách kỹ hơn để cho chúng ta có thể áp dụng vào đó mà tạo ra những cái phim hoạt hình rất là hay cho trẻ con. Cái công việc làm phim này nó rất là công phu, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái bài tiếp theo, vì hôm nay mình cũng rất là hơi bận. Mình muốn là các bạn như là các cô thầy cô giáo trên lớp này, hầu rồi các thầy cô giáo mà chúng ta dạy mẫu giáo, dạy thiếu nhi, rồi những bạn làm đồ họa vân vân, mà chúng ta muốn tạo ra những cái phim đồ họa của chúng ta một cách tốt nhất, thì chúng ta sẽ áp dụng vào đây để chúng ta tạo ra những cái phim hoạt hình như ý muốn của chúng ta, và chúng ta sẽ chuyển nó thành phim, một cái bộ phim dài ta nối lại với nhau. Đấy, thì đây là một cái bài cơ bản đầu tiên mà chúng ta sử dụng cái tính năng là turn on onion skin. Đấy, cái là onion skin nhá, chúng ta onion skin là rất là tốt. Và những cái gì mà tôi vừa giới thiệu thì các bạn sẽ chú ý để chúng ta ghép nó vào cho nó tốt. Vậy thì bộ phim 1 hôm nay chúng tôi giới thiệu đến đây là hết. Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng là